Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Mở đầu bản tin là thông tin về việc miễn giảm học phí cho sinh viên vùng lũ. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 3. Để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm ổn định việc học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện việc miễn giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên, hướng dẫn sinh viên liên hệ với chính quyền địa phương, đề nghị xác định trường hợp gia đình có khó khăn đột xuất về tài chính để xin vay vốn tín dụng hỗ trợ việc học tập. Hôm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện U Minh tổ chức trao tặng xe đạp, quà và học bổng cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ đã trao tặng 50 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 800 ngàn đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao 50 phần quà gồm bánh trung thu, cặp sách và 400.000 đồng tiền mặt cho những em học sinh khuyết tật, học sinh nghèo của 6 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện, với tổng nguồn kinh phí 120 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội Bệnh nhân nghèo ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, thông qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam vận động. Tiếp tục với những thông tin khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn số 7715 về việc thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ, các quy định hiện hành đã đặt ra kích thước tối thiểu cho các loài thủy sản được phép khai thác và các tiêu chuẩn về kích thước mắc lưới trong khai thác ở vùng biển và nội địa. Tỉnh sẽ không ban hành thêm các quy định bổ sung liên quan đến kích thước tối thiểu của các loài thủy sản và kích thước mắc lưới, thay vào đó sẽ thực hiện nghiêm các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người dân trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nhất là tuyên truyền khuyến cáo việc thực hiện các quy định về khai thác, mua bán tiêu thụ cá non tự nhiên, kịp thời khen thưởng nêu gương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt các quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong đẩy mạnh công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thưa quý vị, vươn khơi an toàn hiệu quả để phát triển kinh tế và góp phần giữ gìn biển đảo quê hương là nhiệm vụ thiêng liêng của ngư dân. Vì thế, từng ngư dân luôn nâng cao ý thức, kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn lao động cho bản thân để những chuyến đi biển tôm cá luôn đầy khoang, ghi nhận tại huyện Ngọc Hiển. Ông Lê Văn Hùng có hơn 10 năm làm tài công. Nhiều lần chứng kiến sóng to gió lớn, ông Hùng hiểu được những hiểm nguy khi hoạt động xa bờ. Vì vậy, mỗi chuyến ra khơi, bên cạnh theo dõi dự báo thời tiết, ông còn cẩn thận kiểm tra phương tiện, máy móc, các thiết bị, dụng cụ cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Đội biên phòng cũng tuyên truyền với mình là nên đầy đủ trang thiết bị hết trơn, đội biên phòng cho mình ra khơi, phao bè, bình chứa lửa, áo phao ra khơi để đảm bảo an toàn trong anh em trong ghe của mình, thuyền viên trong ghe. Lao động trên biển thường gặp sự cố tai nạn tiềm ẩn gây tổn hại sức khỏe, thậm chí tử vong. Riêng đối với tàu thuyền thì có thể bị lật chìm khi gặp sóng to gió lớn. Xác định được những nguy hiểm đó nên ông Bạch Tiến Tài, chủ phương tiện BV92237 luôn trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thuốc, băng gạc các loại để có thể ứng phó và sơ cấp cứu khi có tai nạn lao động xảy ra. Tôi cũng chuẩn bị, cũng phải có những cái sự theo dõi. Nhiều khi ở ngoài biển thì cũng phải theo dõi diễn biến của các cái đợt gió và đợt bão có báo trước. Cũng trang bị áo phao, rồi liên nghe đài để xem tình bão để mình tranh thủ vô bờ tránh kịp bão. Thí dụ 3-4 ngày nữa gió là tài công sẽ biết rồi. Ban đầu nó 3-4 ngày nữa chuẩn bị ấy là thôi là ông chạy vô chứ không có trên biển nữa.
Bên cạnh sự chủ động của ngư dân, lực lượng chức năng, nhất là trạm kiểm soát của các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra vào cửa biển. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn thuyền viên trang bị và sử dụng áo phao, phao nổi cứu hộ đúng cách để bảo vệ bản thân khi có sự cố. Trong thời gian qua thì đơn vị cũng tiếp nhận cũng hai cái ca mất an toàn lao động trên biển. Thì thấy cái tình trạng tai nạn lao động nè, rồi cái mất tích trên biển, thì thông qua đó thì đơn vị đã triển khai tuyên truyền cho đến chủ phương tiện và thuyền trưởng làm sao là làm anh em đó phải nhận thức được cái tác hại của cái tai nạn lao động. Toàn huyện Ngọc Hiển có hơn 450 phương tiện khai thác với gần 3.000 lao động bám biển. Cùng với việc tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn ngư dân các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, ngành chức năng huyện đã huy động nguồn lực để hỗ trợ ngư dân trang bị ngư lưới cụ, cờ tổ quốc, các thiết bị liên lạc, dụng cụ cứu sinh, giúp đỡ các trường hợp bị tai nạn, sự cố trên biển. Qua đó tạo điểm tựa vững chắc cho ngư dân vững tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hôm qua tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, Tòa án Nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Tình, sinh năm 1991, cư trú ấp Cái Keo, xã An Phúc, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, về hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Trước đó, bị cáo Lê Văn Tình đã bị công an xã Tân Thuận bắt quả tang dùng sung điện khai thác nguồn lợi thủy sản và bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Tình đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hội đồng xét xử nhận định hành vi dùng sung điện đánh bắt thủy sản trái phép của bị cáo là hành vi nguy hiểm, làm tận diệt nguồn lợi thủy sản của địa phương, gây bức xúc trong dư luận, nên xử phạt bị cáo Lê Văn Tình 9 tháng tù giam, tịch thu phương tiện phạm tội trị giá hơn 10 triệu đồng. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.